Dạ bà con, bây giờ mình tới thác Bản Dốc rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô trong đó. Đó, trời ơi. Trời ơi, có thuyền người ta đi tới luôn kìa. Rồi, cái thác rất đẹp quá ha. Xó rồi. Đó, anh thấy chưa? Đẹp chưa? Trong đó người ta làm du lịch luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô trung tâm của thác nè, thác đang đổ nè, bạn thấy không? Hú hồn luôn, đó. Hết biết rồi. Lấy ba trứng đi. Cái kia hột vịt lộn hay gì? Thôi gì lấy ba hột gà thôi. Đem vô chung kia ăn. Mà không lấy hai gà một vịt đi. Mà không hai gà hai vịt luôn. Thôi lấy 4 luôn đi. Có lấy muối tiêu á. Trong kia thác kìa bà con đang đổ kìa. Quá trời luôn ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Như một tranh vẽ luôn á. Mình làm một lối vào thác nè. Quá trời luôn. Bán đồ quá trời luôn nè. Lưu niệm. Này bán dữ hơn chỗ hang động. Rồi bán đồ dân tộc nè. Cái này nón dân tộc. Nón đẹp. Sắp ra được thác rồi. Quá trời luôn ơi. Đẹp còn hơn ha, người ta vẽ nữa. Trời ơi. Ồ, đẹp dữ lắm bà con ơi. Hết biết rồi. Năm mươi nghìn đồng. Ủa rồi sao qua bên kia được cô? Bên kia là Trung Quốc hả? Bên kia là Trung Quốc. Ở phía bên kia gì đây là ranh giới rồi mọi người. Bên kia là Trung Quốc, bên đây là Việt Nam. Vậy là mình đang ở sát biên giới luôn. Ở phía bên kia là Trung Quốc. Bên kia là Trung Quốc. Ở đây là Việt Nam. Ủa mình có qua bên kia được không? Không được luôn hả? Ủa sao thấy người ta đi bèo bánh á? Cái mặt ông Phạm là cái Trung Quốc. Ở bên kia là người Trung Quốc không hả cô? Ở bên kia là người Trung Quốc. Tức là đây là biên giới. Vậy là mình là bên này. Bên này chính là bên Pháp. Rồi Trung Quốc họ có qua bên đây không? Không. Họ qua đây. Ê, xin chào bà con, ở phía bên kia là Trung Quốc. Bên kia toàn bộ là khách Trung Quốc. Bên đây là khách Việt Nam. À, không có qua bên kia được bà con. Đi đường trên đó được không cô? Mình chỉ phép được đi phía bên đây thôi. Phía đây còn phía bên đây là biên giới của Trung Quốc. Ở đây là biên giới. Ở phía bên kia là chỉ có khách Trung Quốc thôi. Mình không được qua bên kia mà bên kia cũng không được qua mình luôn. Người dân thì được qua biên giới bên kia, còn khách du lịch thì không được đi. Mình chỉ ở phía bên mình thôi. Phía mình đẹp hơn. Phía mình có thác bự hơn. Mát rưỡi ơi. Mát ướt luôn. Nước văng bụi khói luôn nè. À phía bên kia Trung Quốc không đó.
ai muốn dám qua bên kia thì qua đi, chứ mình không dám qua rồi đó. Ôi bây giờ mình sẽ đi qua cái cầu này sang khác bà con ơi. Bên kia là Trung Quốc, nhìn nó tươi quá không? Trung Quốc ở phía bên kia mà khách Trung Quốc người ta đi du lịch dữ quá ha. Thầu ơi, cùng mình chán luôn. Quá dữ ơi. Xình xình kìa, đi. Đây này xình nghe té nghe. Xác chứ thép rồi. Đi. Quá trời mát rồi. Đã đời luôn. Phía bên kia là của Trung Quốc. Phía bên đây là của Việt Nam. Nước ở đâu chè dữ trời. Ơi cẩn thận nha. Xin chào bà con, bây giờ mình đang đi ra phía bên đây nè. Phía bên đây thì có núi, nó sẽ mát hơn. Còn ở bên đây thì mình sẽ nhìn được thấy thác, còn phía bên đây thì nhìn được một góc thôi. Trắng xóa luôn rồi. Tiếp tục mình sẽ đi qua bên kia. Khách du lịch đây là buồn hả? Bên đây là buồn à? Ấy buồn ngủ 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 hả? Buồn cũng muốn. Buồn cũng muốn. Buồn, buồn. Bà có đem mồi vô không? Dạ, có mồi gì bà? Mồi không? Bà có đem mồi uống rượu với cái gì? Uống rượu không? Vậy thôi bà ăn với tụi con nè. Có đồ ăn, có đồ ăn nè. Con có mang theo đồ ăn. Dạ rồi, con chú ba. Dạ. Xấu hổ lắm. Đâu biết là bà có rượu, con có mồi nè. Thế uống gì ở quần bà không? Uống. Bà đem rượu ở đây đi, con nó xuống chung với con nè. Giấm gì không? Giấm đồ giấm. Bà đem rượu ra đây đi, cái này bà bể không? Không? Em bể, bà ngồi chơi tụi con luôn. Bà bể, bà ra đây ngồi chơi đi. Bà có thời gian mà ngồi à? Bà đi làm gì nữa? Làm rồi, tổn cái này á. Về nhà. Hai vợ chồng cháu bác uống, được không? Dạ thôi. Nhá. Dạ thôi, có bà mới uống. Đây, bà lấy rượu tới là có đồ liền. Đó. Con có mang đồ ăn theo mà. Lấy rượu đã. Bà đi lấy rượu, còn mình có mang mồi theo. Đây. Đó, giữa chân thác luôn. Quá trời dữ rồi. Mình ở hấp núi. Xin chào bà con, bây giờ mình đang ở dưới chân thác nè. Mình đang ở thác Bản Chốc. Ở phía bên kia là biên, ở đây là biên giới luôn rồi. Ở phía bên kia là Trung Quốc, đây nè. Phía bên kia là Trung Quốc. Bên đây là Việt Nam.
cái cột mốc đây nè, cái đó là cái cột mốc biên giới. Ba đếm gũ ra, ba đếm gũ ra hả? Gũ này là gũ gì bà? Gũ thuốc là bà ngâm dưới gì hả? Trái cây, trái cây gừng hay sao bà? Khỏe hơn hả? Dạ rồi bà ngồi xuống đi, bà ngồi xuống đi, ngồi đi, ngồi đi bà, ngồi đi, ra đâu bà còn làm việc á, uống mấy ngon rồi đi rồi á, uống một ly thôi. Tứ Đồng Tháp á, bà biết Đồng Tháp không? Đâu giờ đâu có nghe nói không bà? Người nông thôn à, không được đâu bao giờ, uống một chỗ thôi. Dạ không may gì gì đâu có nói. Có đồ ăn hết rồi. Có rượu luôn. Này bà nấu hay bà mua? Mua. Anh chủ là qua làm. Ba chai rồi không? Rửa tay cái đi. Chín cháu mờ là miếng len nữa là bà đâu cả nhá. Có bà ngồi ăn với tụi con đi. Bà ăn trứng đi bà. Ăn quả đâu rồi. Bà ăn thịt đi bà. Bà sống tới 100 tuổi thôi chứ không lẽ giờ bà ăn trái cây bà sống 110 tuổi sao? Bà lúc nãy mang theo rồi là anh lo lắm rồi. 12 hơn 12 giờ mới ăn, vừa mới ăn tròn. Đấy cháu có bà ăn rồi trà đi. Nhiều quá nó quá thì tự khó. Đúng mà. Đấy cháu cảm đi. Anh Trông là 2 đi biểu rồi. Nghĩa là uống thì cho tiêu không? Anh hiểu rồi, là anh đến châu rồi. Dạ. Đấy, bây giờ cháu thông cảm và nói thật. Nói thật. Anh được thì anh không được thì cháu thông cảm thôi. Nhá. Dạ. Thông cảm người già. Dạ. Ủa bà đi câu cá ở đâu? Đây. Xung quanh này thôi. À, xung quanh này hả? Cháu kiếm có tiền già đến này. Có người thì mang về vừa lại năm, có phải 10 một câu rồi cũng quý, nhưng mà 10 có phải 10 rồi anh đâu, không nói rồi, không nói thế nào là 10 bà ăn cơm thế nào cũng năm. Cảm ơn bà. Bà mời con nhậu lại mà. Bà mời con bia rượu lại mà. Bà mời con nhậu nè. Làm lúc nữa là mới nhậu. Bà làm lúc mà quay lại là nhậu. Vâng. Giờ chưa nhậu. Giờ là nhậu xong rồi. Chúng luôn giờ. Bà nhậu là không luôn. Không bài không dùng đi. Cứ làm một lúc này về là cứ vào cùng đầy bù. Trời trời. Bà uống như là giải khát vậy đó. Mặt anh toàn đỏ rồi. Mặt 2 ly. Dạ. Còn uống đầy buồn là anh. Bà nói thật thôi. Ở nhà thì cơm thì cũng một bát thôi. Ăn rau nhiều. Dạ. Rau bí. Bây giờ bà uống 1 ly nữa bà đi ra. Rồi quay lại. Uống rồi đi nữa chay là đi công phá đi. Là dạ thôi bà, đừng bà đừng uống nữa, lát nữa bà quay lại đi, lát nữa đi, lát nữa con ngủ chờ bà nghe. Vâng. Giải rượu, giải một ly rượu lên con, hết ly rượu lên, không phải khác nhau đâu, không phải
ý là tại bà sống nói cho chị đưa là về nhà nhà bà sao không? Phương Lan này bà biết không? Bà cũng biết làm. Nè, biết làm luôn. Không phải. Cháu mua thôi. Cháu cũng chắc cũng không có đâu. Để không, quyền không có. Ở đây mới có thôi. Ở đây có cái xe mà mới làm được. Ở miền xuôi mình cũng là cái xe có không? Dạ có cái xe. Nhưng mà người ta lấy nào người ta nấu không à? Xe to hơn tầm này. Ôi, cái xe con mới bự gấp. To quá anh nấu con ngon. Làm con ngon. To hơn tầm này. To quá thì một anh Tòng mới uống có một ly rượu rồi bà con, mà giờ mặt đỏ quét rồi nè. Bây giờ mình sẽ ăn dưỡng sức, với lại mình sẽ ngủ dưỡng sức. Một lát bà đi con cá xong quay lại là phải chiến đấu. Chiến đấu với bà không? Có chân ly một là lặt nghe rồi. Nói vậy thôi. Cái mặt anh đó hết rồi. Đây là hát nè bà con. Làm ầm luôn. Chờ xó một lát nữa mình ra kìm quay. Ăn trước đã. Ở đây mình mang theo một ít đồ ăn nè. Ở đây là có thịt heo quay, vịt quay. Mình mua lộn xộn vậy đó. Rồi bên này là chả cá nè. Rồi chả lụa nè. Còn bên đây là bánh gì hồi sáng anh mua, bánh nếp gì đó không nhớ luôn á. Còn đây có hộp vịt lạc với lại trứng gà. Bên đây còn một ống cơm lam. Còn đây là anh Toàn đang gỡ ra, cái này là bánh củ chuối mình mua từ hồi hôm qua. Ui, ngon vậy, ngon không? Ngon, nhìn thấy ngon rồi đó, ăn được. Ngon ngon hả? Cho em cắn thử một miếng coi. Rồi xin mời bà con ăn trưa với tụi mình nha. Ăn trưa ở bên Thác, tại ở đây không có bán đồ ăn, mình sẽ mang theo đồ ăn mình ăn nè. Bánh củ chuối. Nó đi ngon kỳ luôn. Ngon. Giống như dành đi. Giống bánh gai á. Dành ngon á. Ừ. Mình còn mang theo trái cây nữa. Trái cây thì mình mua ở thành phố. Có trái lê nè. Trái táo nè. Cái đào chứ nè. À không, táo. Đây có bánh mì nữa. Đây còn có một chai rượu của bà nữa nè. Đó, buổi trưa hôm nay hai đứa mình ăn vậy thôi. Mình còn mang thêm một cái lon bia Hà Nội nữa nè. Chào bà con, bây giờ mình đang ở Thác Bản Dốc. Đó, mình quay một vòng cho bà con coi nghe. Quay một vòng luôn, một vòng đi. Đó, ở phía trên đây thác dữ dội luôn á. Phía đây thác nữa nè. Đó, thấy chưa? Hai cái thác rất là lớn luôn. Còn ở chỗ mình đi thì cái chỗ này đất nó dồi ra tới ngoài kia. Ở đây mình có thể tắm được luôn, lấy nước có thể uống được. Mình thấy rất là sạch luôn. Ở phía sau lưng của mình thì những cái thuyền đó là thuyền của bên nước bạn. Họ không có được qua bên đây, mình cũng không có qua bên kia được, mà họ không có qua bên đây được. Ở đây là giống như là ranh giới rồi. Nhưng mà cái thác ở đây rất là đẹp luôn nè. Thấy bà con thấy cái thác không? Rất là đẹp. Đó, xung quanh nè. Rất đã luôn. Mình có thể đi xuống nước, sông nước đây luôn. Cái này mát lạnh luôn. Thấy chưa? Bà con thấy nước Trung Quốc mình uống không? Đó, phía bên này là thác nè. Ở dưới đây mình có thể đi bộ ra ngoài này được luôn á. Tàu bè quá trời luôn. Ở phía bên kia rất là đông, phía bên biên giới á, bên mình thì ít hơn, bên mình thì được có mấy người à, bên biên giới nhiều. Xin chào bà con, bây giờ mình đang ở
mình đang ở Thác Bản Dốc ở Cao Bằng. Thì mình đang ở biên giới giữa nước Việt Nam mình với nước bên Trung Quốc. Cái đằng kia là mốc đó. Cái đằng này là mốc ranh giới. Ở phía bên kia là nước Trung Quốc nè. Bà con có thể thấy bên mấy cái người mặc áo vàng ở bên kia là nước Trung Quốc, người ta cũng đi du lịch. Tại vì ở đây rất là đẹp. Ở đây là Thác Bản Dốc ở bên Việt Nam. Ở phía kia là bên Trung Quốc. Thấy đẹp chưa? À. Thả luôn cái này xuống dưới tắm cũng được luôn. Nước này rất là trong và sạch, có thể mình nghĩ là có thể uống được luôn. Sạch lắm. Quá trời đẹp rồi. Có thấy không? Đã chưa? Bây giờ mình sẽ lại bà cụ cái câu cá. Nào chưa ba ơi? Chín được con nào chưa? À. À chín cái nhỏ. Rồi là cá nhỏ luôn. Dạ. Cá to con xào đâu. À bà con một chục. Vòng qua kia quá hồng quỷ luôn rồi.
chào bà con, bây giờ mình đang ở Thác Bản Dốc. Phía bên này là của Trung Quốc. Nó thác của nó có hai tầng luôn. Đây là tụi nó bên Trung Quốc họ đi tàu bè nè. Phía ngoài này họ đi tàu bè ra đây. Đó. Bên mình thì đi bộ thôi. Thì cái thác rất là đẹp. Thác đây đẹp, thác nó dữ không, hai tầng. Thác bên mình một tầng mà thôi. Anh tàu đang đi phía sau tới nè, bà con. Đó, thấy đẹp chưa? Quá đã luôn. Bây giờ mình đi vô trong kia, người ta đi ra nữa nè. Quỷ quá, đẹp kinh khủng luôn á. Giờ đi vô kia đi về bà con ơi. Ngồi ở dưới gốc chân núi ăn, thấy không? Ngồi ở dưới chân núi và ăn, ở phía bên đây là thác. Ok, chụp hình nè. Lúc đấy một ly còn không tiêu. Mấy hồ tiêu nằm ngủ rồi. Ủa chồng nằm đây ngủ giấc nữa. Đây thì đi mai mới đến nơi. Bữa nay ngủ cái chả nào còn đấu ở chỗ đâu cũng chết. Tùy thôi. Bà không ép con đúng không? Đó, con ép đâu. Tùy thôi, đúng không? Bằng này không dây đâu. Cháu uống bằng này thì bà muốn đi đây. Bà muốn đi đây luôn? Vâng. Rồi mình cũng đuôi vậy ta. Để cháu thôi, bây giờ, cũng uống bằng này nữa. Dạ thôi, chờ con không uống đâu, mình con uống được vậy. Ngồi đằng sau uống chả được. Thôi bây giờ mình uống ly này, mình tạm biệt bà. Mình chạy về suối Lenin. Chia tay. Chia tay bà. Không biết khi nào gặp lại. Vâng. Khi sang năm là một năm 2 năm cháu đến là có khi là bà mà chờ lạnh rồi là. Lạnh rồi hả? Mà chờ lạnh không thấy được. Không mặt nhau á, người già không biết là ngày tốt ngày xấu lắm. Đấy. Con nhìn đầu khỏe nè. Khỏe nhưng mà hôm nay khỏe rồi mai là khác. Thôi. Ủa ở trong làng của mình có hay bệnh không bà? Có bị bệnh không? Hay là bé hết? Trong lèn nhưng mà vẫn tỉnh. Dạ thôi bây giờ uống đi nè, tạm biệt bà nghe. Dạ. Uống trong nằm ngủ dắt ra đi. Ngày nào cũng đến thị trấn mà. Mai mới đến suối Lenin. Dạ ngày mai con tới Lenin nè. Dạ. Đường nhau vào chưa? Đường nhau không vào rồi. Rồi giờ để uống đi. Lenin mà người kết mạng rồi. Rồi mình dùng luôn. Đây. Một người nữa nha. Dạ thôi. Để đi ngửi thị trấn ta hồn vô đây thoải mái mà. Ồ. Thế quay bà. Đây là chị Nguyễn Thị Nguyễn. Dạ tạm biệt bà. Bà ơi con tạm biệt. Bà đi nha. Bà không dính bye bye đâu bơ. Giơ tay gì nè. Giơ tay đây bà. Rồi xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp bà con trong những video sau nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bây giờ sẽ về suối Lenin. Mai sau có em bé nữa à. Chắc cháu con nhỏ chứ con bé thấy được. Dạ. Dạ.
Dạ. Xa lắm. Yeah.